Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi sửa pin phồng, pin phù đối với những cái cell pin li polymer nha các bạn. Thì trong video trước mình có hướng dẫn các bạn cái cách làm, một số bạn comment video rất nhiều. Thì sau đây mình sẽ đi chi tiết vào cái cách để mà chữa cái pin phù, pin phồng trong cái dòng máy smartphone nha các bạn. Như các bạn đã biết á, các pin điện thoại di động thì sẽ có hai loại. Một là pin lithium ion, hai là pin lithium polymer. Đây, trên tay mình nha các bạn. Đây là loại pin lithium polymer nha các bạn. Các bạn nhìn trên tem pin nè, nó sẽ ghi là lithium polymer nè. Đây là các loại pin mà sử dụng hay dùng cho smartphone hiện nay nha các bạn. Thì cái dung lượng pin nó càng ngày càng lớn nha. Cái đặc điểm của cái này là nó rất, nói chung là nó chế, người ta chế tạo ra với nhiều kích thước nhỏ như cái mấy cái cell pin của cái tai nghe Bluetooth đó, đến to như cái dòng máy tính bảng á, loại dung lượng lớn á, thì nó đều là sử dụng cái cell pin lithium polymer này. Thời trước đó thì nó sẽ dùng cái cell pin lithium ion nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn trên tem pin á, là nó lithium ion nè. Những cái loại pin này á là pin thế hệ cũ rồi. Nó sử dụng cái chất điện phân á, là chất lỏng bên trong. Đây là pin Nokia nha các bạn. Thì cái vỏ bên ngoài á, nó là bằng kim loại ha. Nó rất cứng nha các bạn. Các bạn bóp vô nó cứng, cứng nhắc rồi. Vỏ này hoàn toàn bằng kim loại nha các bạn. Để nó ngăn cho cái chất lỏng á, chất điện phân bên trong á, nó trào ra ngoài. Thì chắc bên trong á, nó dễ cháy lắm nha các bạn. Nên nói chung là nguy hiểm, khá nguy hiểm. Nên người ta sẽ dùng kim loại á, người ta đút nguyên khối luôn, người ta làm kín mít luôn, không có cho chất lỏng chạy ra ngoài. Đối với những cái cell pin mà lithium ion này á, khi mà nó bị phù ra, các bạn vứt bỏ nha, các bạn không nên làm nha các bạn. Nó cứng lắm. Mà khi các bạn làm á, các bạn lấy cái dao mà các bạn mổ ở đây á, là chất lỏng bên trong nó xì ra nha các bạn. Nó rất là hôi. Nói chung là tóm lại là những cái cell pin lithium ion này á, các bạn không nên làm và không được làm nha. Cái giá thành của cái mấy cell pin này rất rẻ. Nên các bạn, trường hợp mà nó bị phồng, bị phù á, là các bạn nên thay, mua không bao nhiêu tiền hết á. Với lại những cái cell pin này đa phần là cái dung lượng của nó các bạn, nó rất nhỏ ha. Dung lượng thấp là khoảng, ở đây là các bạn nhìn thấy không, khoảng 1050mAh. Còn đối với những dòng pin lithium polymer này á, cái dung lượng nó khá lớn nha các bạn, 2000 có thể lên 4000, 5000 nha các bạn. Mấy cái dòng smartphone bây giờ luôn á, cái pin lithium polymer này cái dung lượng nó lên khoảng 5000 là bình thường ha, 5000mAh. Nó khoảng là gấp 5 lần mấy cái cell pin cỡ này, lithium ion này. Tiếp theo đây mình sẽ nói về cái nguyên nhân mà cái pin của mình nó bị phồng, bị phù nha các bạn. Các bạn xài smartphone á, mình nói về cái nguyên nhân thứ nhất là cái do chất lượng pin nha các bạn. Chất lượng cell pin á, cell pin ở đây là những cái cell pin mà không chính hãng, cell pin lô. Đa phần là bên mấy cell pin này bên Trung Quốc hết nó sản xuất nha các bạn. Nên nó dùng pin kém chất lượng, không phải là hàng chính hãng. Tại vì những cái công ty mà nó sản xuất điện thoại di động á, nó yêu cầu cái tiêu chuẩn rất khắt khe nha các bạn. Thì những cái bên mà bên thứ ba hoặc là mấy cái cơ sở mà sản xuất pin của Trung Quốc á, thì nó sẽ sản xuất ra những cái, nó chế những cái dòng pin kém chất lượng. Cái chất lượng cái cell pin bên trong nè các bạn, mấy cái điện cực bên trong rồi cái chất điện phân bên trong á. Nên đối với những cái cell pin mà kém chất lượng á, thì nó sẽ dễ làm pin phù nha các bạn. Nhiều khi các bạn không sử dụng mà các bạn để không á, các bạn nạp sạc pin nó đầy, nó full 100% đi, rồi các bạn để đó một thời gian, thì tự động những cái pin này á, nó phù lên nha các bạn, mà các bạn không sử dụng nha, khoảng tầm 1 tháng hay 2 tháng vậy á, nó tự động nó phù như thế này.
là do cái tiêu chuẩn của nó không đảm bảo nha các bạn, là cái chất lượng sao pin đó. Cái trường hợp này á là các bạn gặp rất nhiều trong những cái dòng máy mà bên của Trung Quốc á, cái máy mà máy mà nó chế nhỏ nhỏ xíu như bằng gan bằng tay các bạn, rất nhỏ à. Thì đối với những máy đó các bạn, cái giá thành nó rẻ nên cục pin của nó cái chất lượng quá kém nha các bạn. Nói chung là rất dễ bị phồng pin, bị phù pin, dù cho cái máy đó là máy cỏ, cái máy cùi bắp thôi, nhưng mà rất dễ bị phù nha các bạn. Bạn phải xài một thời gian á, khoảng 3 tháng trở lên là bắt đầu là cái hiện tượng pin phù này xuất hiện rồi. Thì mình nói chất lượng pin á, nó ảnh hưởng, nó làm cho cái xe pin này cái tuổi thọ nó giảm, làm nó dễ làm phồng pin phù pin nha các bạn. Còn cái nguyên nhân mà hiện nay á, nhiều người gặp phải á, là do các bạn vừa sử dụng điện thoại mà vừa cắm sạc pin, đã rất lâu nha các bạn, xài liên tục, nhiều bạn chơi game hay thao tác hay nói chung là làm cái điện thoại nó nóng lên nha các bạn, điện thoại nó hoạt động nó nóng lên, đồng thời cái cell pin của mình nó cắm vừa cắm sạc à, nó sạc pin liên tục, nó vừa nạp vừa xả liên tục, nó làm cho cái cell pin của mình nó bên trong các bạn sờ vô nó rất nóng là nóng nha. Thì bên trong á, trong quá trình mà trao đổi điện phân, trao đổi ion bên trong á, thì nó sẽ xuất hiện khí nha các bạn, khí bên trong này nè, cục pin đó. Thì đây nó, cái khí này á, nó dễ làm bị pin phụ pin, phòng pin nha các bạn. Đây là cái yếu tố mà do người sử dụng, nói chung là thường xuyên gặp phải, là các bạn vừa sử dụng điện thoại nè, đang xài điện thoại mà vừa cắm sạc, làm pin sạc nạp xả liên tục các bạn, mà không cho pin nghỉ ngơi, nó sẽ dễ gây nóng pin, là gây phù pin, phòng pin. Cái trường hợp này á, các bạn nhiều chơi gặp nhiều trong mấy cái máy mà máy trưng bày của mấy như các bạn vô siêu thị điện máy gì á, cái máy trưng bày á, nó hoạt động liên tục nha các bạn. Thì những cái máy đó nó nạp pin, nó nạp xả liên tục là hay bị hiện tượng là phù pin, phòng pin. Thế thì cái biểu hiện khi mà bị phù pin phòng pin nó gây ra cái gì? Thứ nhất là cái màn hình của các bạn nó bị đốm ha. Ví dụ như các bạn sử dụng cái smartphone này nè, nó sẽ gây đốm màn hình nha các bạn. Nó làm cho màn hình của mình nó bị đốm ha. Hoặc là cái màn hình cảm ứng á, nó bị đội lên nha các bạn, hở lên á. Bạn nhìn bên đây nè, nó đội, nó phồng lên luôn nha các bạn. Hay là nó bung cái màn hình hoặc là bung cái nắp pin á, làm màn hình nó bị hở sáng luôn nha các bạn. Hở sáng là cái gì? Là hiện tượng mà các bạn nó bị hở cái này nè. Các bạn thấy ánh sáng nó lọt vô, các bạn nhìn vô bên trong được luôn nha các bạn. Đây là cái hiện tượng hở sáng ha. Thì nó nói tóm lại á, khi mà pin của mình nó bị phù á, nó sẽ làm bung keo nè, bung keo cái nắp pin hoặc là bung keo cái màn hình cảm ứng của mình. Thì tiếp theo đây mình sẽ demo cho các bạn thấy bằng cái con máy Sony M5. Loại này dual sim ha, hai sim ha. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cái vỏ ngoài, hay là còn gọi là cái ốp lưng nha các bạn. Các bạn nhìn không? Thì nó hở bên đây luôn nè. Đang sử dụng là nó hở đây nha các bạn, nó hở chồi ra luôn. Thì đây mình tháo ra, các bạn tháo ốp lưng ra, các bạn nhìn thấy không? Cái máy nó bị hở phồng lên rồi các bạn. Đây là cái hiện tượng mà pin của mình bị phồng, bị phù ha. Đây là nó làm cái hở cái nắp pin nè các bạn, nắp pin nó bung ra luôn nha các bạn. Cái nắp pin này á, là nó có cái băng keo hai mặt, nó dính như này nè. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình tháo cái nắp pin ra, coi cái hiện tượng như thế nào. Quản lý cho mình cái mũi dao lam nha các bạn. Bạn tắt. Cái này nó có băng keo hai mặt nha các bạn, nó bung ra luôn.
Rồi sau đây mình tách ra được rồi nha các bạn. Các bạn tách cái nắp pin này ra cho mình. Rồi các bạn thấy không, cục pin nó phụ ra, nó phồng lên nè, nó đội lên nè. Các bạn bóp vô nè, các bạn thấy không, nó khí không. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình thao tác để mà làm cái cục pin này nó xẹp xuống nha các bạn. Đồng thời các bạn nói chung là recycle, tái sử dụng lại. Cái pin này nó còn nguồn nha các bạn. Các bạn thấy không, nó còn 72% ha. Thì giờ mình sẽ tắt nguồn đi. Rồi các bạn để cho tắt nguồn ha. Rồi ở đây một số cái lưu ý quan trọng, rất quan trọng khi mà các bạn thao tác nha các bạn. Thứ nhất là các bạn chỉ áp dụng đối với những cell pin lithium polymer. Là các bạn nhìn thấy cái cell pin này các bạn, nó có chữ lithium polymer. Các bạn không được áp dụng đối với những cell pin mà lithium ion, nó có vỏ bằng kim loại nha các bạn. Đây, những cái cell pin mà các bạn nhìn thấy cái chữ lithium ion nè các bạn, là các bạn không nên áp dụng nha. Từ cái vỏ này là vỏ cứng mà kim loại á, các bạn bóp vô nó cứng ngắc à, các bạn không có di chuyển được. Như cái trường hợp cái pin này á, các bạn nhìn thấy không, các bạn di chuyển được nè, bóp thấy khí nè các bạn. Thì những trường hợp này các bạn áp dụng được nha. Còn đối với những trường hợp mà cái vỏ cứng mà kim loại, tuyệt đối các bạn không nên làm cho mình. Cái vấn đề thứ hai á, các bạn xài cạn pin trước khi làm nha các bạn. Là các bạn có nghĩa là các bạn sử dụng cái điện thoại á cho nó hết pin luôn, nó tắt màn hình luôn. Khi mà các bạn bấm khởi động lên á là cái màn hình nó nhá sáng mà nó tự động nó tắt luôn. Là điện áp nó không đủ để mà mở nguồn á. Thì trường hợp này á các bạn, mình khuyến cáo là các bạn nên xài cạn pin trước khi làm nha. Còn vấn đề cực kỳ quan trọng thứ ba nữa là các bạn á chỉ rạch ở lớp ngoài, ni lông ngoài thôi. Không được dùng cái mũi dao hoặc mũi kim á các bạn đâm sâu vô trong nha các bạn. Như vậy á là sẽ làm hai chạm hai cái điện cực âm dương bên trong. Tại vì hai cái điện cực âm dương á nó như hai cái miếng lá mỏng này, nó ghép sát lại với nhau nè. Các bạn chờ các bạn đâm sâu vô trong á là nó chạm hai chân âm dương, nó sẽ gây hư pin luôn nha các bạn. Nếu các bạn cấp nguồn vô là nó khi mà pin nó mình nó bị tích lên tích điện á, nó sẽ chạm hai chân âm dương là nó nổ pin nha các bạn. Nó cháy pin luôn ha. Là tuyệt đối các bạn chỉ rạch cái lớp pin ni lông bên ngoài thôi. Không được đâm sâu hoặc rạch sâu vô trong. Rồi các bạn. Lớp ni lông bên ngoài thôi nha. Lớp vỏ nhựa bên ngoài thôi, không được đâm vô. Thì tiếp đây mình sẽ tiến hành mình thực hành nha các bạn. Các bạn tháo cái nắp pin ra cho mình. Ở đây mình đã tiến hành mình tháo pin ha. Tắt nguồn đi trước nha các bạn. Nói chung là cái trường hợp này các bạn thấy áp dụng được nhiều model máy nha các bạn, nhiều đời máy luôn ha. Các bạn có thể áp dụng trên iPhone, iPad hoặc là mấy cái máy smartphone hiện nay bây giờ, các dòng như của Samsung nè, Oppo, Huawei, Xiaomi hay là Nokia đều được nha. Cách làm nói chung là cũng tương tự. Rồi các bạn tắt cái phần trên này ra. Đồng thời các bạn lấy cái socket pin ra nha các bạn. Rồi đây mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt cái socket pin với socket bình thường nha các bạn. Cái socket này á, các bạn nhìn thấy không? Có nhiều chân. Rất nhiều chân. Đây là cái socket của cái jack sạc nè, mấy cái cụm loa chuông bên dưới nha các bạn. Còn phía trên á là cũng socket nhiều chân.
là nó là cái của cái cụm camera rồi cái phần ở trên. Thì socket pin á là cái socket mà nó cái số chân ít nhất nha các bạn, ít nhất trong cái bo điện thoại. Nào các bạn lật lên nè, ở đây là các bạn nhìn thấy có cái socket này các bạn. À socket có mấy chân à, 4 chân à, là đây là chính là cái socket pin nha các bạn. Socket pin á là cái socket mà có ít chân nhất trong cái bo điện thoại này. Các bạn thấy không, ở trên này nhiều chân, rất nhiều chân. Cái này nối với cái phần jack sạc nè, với cái cụm loa chuông nè. Còn ở phần trên đây á, nối với camera cái cụm ở trên nè các bạn. Camera trước, camera sau gì á, rồi nối với phần này. Còn đây á là cái socket màn hình nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ socket pin là socket á, có số lượng chân ít nhất ở đây, ở đây chỉ có 4 chân thôi. Thì các bạn xác định là các bạn tháo cái socket pin này ra nha. Rồi sau đây á, cái pin này nó được dán với cái sườn máy, cái thân máy này á, bằng cái hai mặt ha. Thì có hai cách. Thứ nhất là các bạn tháo cái mainboard này ra, thì nó sẽ có hai cái phần băng dính màu đen á, các bạn kéo ra, kéo hai bên á là nó sẽ tách ra. Cái còn cách thứ hai, các bạn không cần phải tháo cái mainboard ra, các bạn giữ nguyên, tại vì tháo ra mất thời gian, gỡ socket tùm lum hết á. Thì các bạn dùng cho mình cái dũa ha. Nói chung là các đời máy nó làm giống nhau hết nha các bạn. Thì đây mình dùng cái dũa mình bẫy lên. Cái này các bạn kể bấm cẩn thận nha các bạn, làm từ từ thôi nha, đừng cho nó đứt bên dưới là cáp á, rồi cáp màn hình tùm lum hết. Các bạn làm nó vậy như vậy là nó hư luôn á. Rồi các bạn tắt từ từ, các bạn nhìn thấy không, cái băng keo màu trắng bên trong nè, các bạn lấy, các bạn chọt vô cái nhíp á, hai bên luôn ha. Làm cẩn thận nha các bạn. Rồi các bạn nhìn kỹ ha. Đây nè, đây là cái băng dính băng keo hai mặt nha các bạn, màu trắng nha. Rồi mình tháo được cục pin ra nha các bạn. Đây là socket pin ha. Rồi như vậy là mình đã tháo cục pin ra nha các bạn. Bạn thấy mình quan sát ở trên nè, ở đây nó ghi lithium polymer. Đây nè các bạn, lithium polymer. Là đối với những cục pin, cell pin này á, mình làm được nha các bạn. Con bóp vô thấy mềm nè, cái cảm giác là cái không khí bên trong á, hai bên luôn. Rồi những cái pin này á, cell pin này á, là mình làm được nha các bạn. Ở đây cái dung lượng của nó là khoảng 2600 mAh. Thì đây có hai cách, một là các bạn dùng cái mũi kim nè, các bạn chọt vô ha. Hai là các bạn dùng cái mũi dao cho mình. Ở đây mình sẽ dùng mũi dao nha các bạn. Thì nói chung cách làm thì tương tự nhau. Thứ nhất á, các bạn bóp nè, các bạn làm nên làm phần lồi ra nha các bạn. Bóp các bạn lồ nè, lùa cho cái không khí mà nó chưa lên cái chỗ cao nhất á. Ở đây mình lùa, mình sẽ đọc ngay chính giữa nha các bạn. Từ lùa không khí cho chỗ cao nhất. Tiếp theo đây á, các bạn đặt một cái đường nhỏ thôi nha, cái mũi dao nè, đặt đường nhỏ chính giữa thôi, một lỗ nhỏ không được đâm sâu nha bạn. Các bạn tuyệt đối các bạn chú ý nè, rạch ở lớp bên ngoài thôi, ni lông bên ngoài chỗ mềm không được dọc sâu bên trong, nó làm chạm mà hai cái điện âm dương bên trong nha các bạn. Mình lùi ở giữa, mình nhìn nè, các bạn lấy cái mũi dao bén một tí nha các bạn, các bạn cắt cho nó ngọt ha. Các bạn lấy mũi dao, mũi kim vậy được. Rồi được rồi nha các bạn. Tuyệt đối các bạn làm bên ngoài thôi, không làm bên trong nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đọc được cái lỗ này đó, rồi các bạn tiến hành
đẩy không khí ra nha các bạn, xoa hai bên luôn, bên trong bên ngoài các bạn. Các bạn thứ nhất là phía bên bên sau pin nè, các bạn đẩy lên, đẩy ra cho ra không khí ra phía trước luôn, đẩy hết nha các bạn, nó không bị phù bên trong, đẩy hết ra cho bằng phẳng luôn nha. Còn bên này á, các bạn lùa hai bên, các kẹp hai tay nè, các bạn đẩy không khí cho nó ra, nó thoát qua cái lỗ mà mình vừa rạch nha các bạn. Ở đây á, khí nói chung là cũng có nhưng mà không có nhiều nha các bạn. Các bạn đừng có nghe mấy cái comment tào lao nói là khí độc hại hay là rất là nhiều không khí rồi nổ pin tùm lum hết. Nói chung mình mà làm cái này rất nhiều rồi, mình bảo đảm cho các bạn luôn, nếu các bạn làm theo đúng kỹ thuật của mình á, các bạn áp dụng cho rất nhiều smartphone hiện nay luôn nha, Samsung, Nokia hay là iPhone đó, bất kỳ máy nào. Nói chung là các bạn có thể sử dụng được một thời gian khá dài. Mình đã từng làm cái con Galaxy Tab 4 á, nói chung là xài được 2 năm mấy trời nhưng mà vẫn xài bình thường ha. Thì khi nào các bạn thích á thì các bạn ra ngoài các bạn mua xe pin mới các bạn về xài thôi. Còn các bạn không thích thì các bạn nói chung chấp nhận được á thì các bạn đã các bạn xài ha. Tại vì cái xe pin này á, những cái xe pin này á nó có cái thời gian nhất định. Là nói chung cái tuổi thọ deadline của nó là quá trình nạp xả. Một cái xe pin này á nó hạn sử dụng của nó là khoảng bình thường á nó khoảng nếu mà không có gì á thì nó tầm khoảng 1 năm rưỡi 2 năm hoặc là hơn một chút xíu nữa nha các bạn, là nó pin nó hiện tượng là không cầm hoặc pin bị chai bị phù. Rồi các bạn ép hết nha, nhớ ép hết hai bên luôn, buốt buốt cho nó bằng phẳng hai bên, ép cho cái không khí á nó ra ngoài hết nha. Rồi sau đây là các bạn thấy không, pin của mình nó đã sẹp rồi. Nó bằng phẳng thế này là được nha các bạn. Các bạn thả lên cái cạc á, các bạn đỡ ở đây nè, thấy không, nó bằng phẳng, nó thẳng rồi, nó không bị phù nữa ha, hai bên luôn, phía trước phía sau luôn. Như vậy là xong nha các bạn. Rồi tiếp theo đây á, cái lỗ nè, vị trí lỗ này mình rọc xong á thì mình lấy băng keo mình dán chặt lại nha. Ở đây á có ba loại băng keo, thứ nhất là băng keo nhiệt ha, một là các bạn dùng băng keo nhiệt là băng keo màu vàng á. Ở nhà thường á là chỉ có các bạn không có dùng băng keo nhiệt thì các bạn có thể dùng băng keo cách điện nè, cắt các bạn dán vô ha, cái dùng dán cho bít kín cái lỗ này lại nha các bạn, để cho nó tránh nước, tránh khí nó thoát ra nha các bạn. Thì mình nói dùng mình dán kín lại thôi. Rồi ở đây mình sẽ dùng băng keo trong ha, các bạn cắt một miếng rồi các bạn dán, nói chung dán chặt vào cái lỗ, dán cái phần lỗ mà hôm nay mình vừa rọc ra thôi, chứ mình các bạn không cần phải dán chỗ nào, bất kỳ chỗ nào. Rồi cái vị trí lỗ mà mình vừa rọc các bạn dán lại, dán kín lại cho là ok, dán chặt lại nha các bạn. Thấy không? Mình lấy băng keo trong mình dán ha, bạn vuốt cho nó bám cho nó chặt nha các bạn. Yêu cầu ở lòng keo này phải bám dính tốt nha các bạn, rồi để cho chặt thêm thì mình thêm dán thêm miếng nữa ha. Các bạn dán ngang dán dọc quá cho nó chắc pin. À, cái lỗ vừa rồi nè các bạn, rồi mình dán thêm miếng nữa. Ngay vị trí cái lỗ nè các bạn. Rồi mình dán ngang dán dọc luôn nha các bạn. Rồi như vậy là chắc chắn kín rồi nha các bạn. Vậy là cái quá trình đã xong. Còn trường hợp á, mấy băng keo dính này á, các bạn có thể lột ra, hoặc là nó còn dính á, thì các bạn không cần phải tháo ra nữa, các bạn để nguyên đi. Còn các bạn thích á, thì các bạn tháo băng keo ra, rồi các bạn lấy băng keo hai mặt các bạn dán vô. Còn trường hợp nhiều bạn lười á thì các bạn để nguyên luôn, tại vì nó còn dính á. Rồi các bạn gắn ráp vô máy thôi là xong rồi. Mình sẽ bẫy cái thốc cái này lên nè.
Rồi vị trí này các bạn thấy không, nó hết, hết bị phù ha. Rồi mình gắn socket này vô. Toàn bộ các bạn socket màn hình, socket cảm ứng camera gì đó các bạn gắn vô hết lại cho mình ha. Cái phần này băng dính nó gài thôi, mình bỏ miếng này luôn. Bạn nhớ gắn chặt nha các bạn, thao tác nha, đừng có làm đứt cáp, đứt cáp là mệt à. Rồi bóp từng socket cho nó gắn vô đúng ngàm. Rồi cuối cùng là còn cái socket pin, các bạn giữ lại cuối cùng, các bạn gắn vô nha. Rồi như vậy là xong nha các bạn, giờ tuyệt đối an toàn nha. Rồi các bạn bước cuối cùng là các bạn bật nguồn lên thôi. Rồi ok, lên nguồn. Rồi để cho nó boost, nó tự khởi động lên nha. Rồi màn hình nó lên rồi nha các bạn. Rồi yêu cầu tiếp theo á là các bạn gắn cái nắp pin lại á. Đây là có băng dính hai mặt nè, các bạn yêu cầu phải dán gắn lại cái nắp pin á, nó không bị phù các bạn, nó không bị đội lên ha, nó kín mít như y như lúc đầu. Các bạn thấy kín không? Nè, nó không còn bị đội lên nữa nha các bạn. Chờ mà nó cái nếu bị bung keo á, các bạn lấy băng keo hai mặt các bạn cắt ha. Tháo cái bằng cái lớp keo đen cũ hai mặt cũ ra, nó không còn dính nữa thì các bạn lấy băng keo hai mặt dán vô. Rồi các bạn thấy không, nó không bị phù nữa nha các bạn. Cái phù phần này á là do cái lớp keo của mình á nó hở ra thôi. Nói chung là kính mít nó không bị còn bị phù đội lên nữa. Lúc đầu là nó đội nó phù lên nha các bạn, là cái này nó bị hở keo thôi chứ nó không có bị phù đâu. Thích thì mình lấy băng keo hai mặt ra chỗ này á, mình lấy mình dán cho thôi. Chứ hồi nãy là nó bung lên luôn, đội lên luôn. Rồi như vậy là xong nha các bạn. Trường hợp này á, các bạn rồi có thể dùng cái ốp lưng á, các bạn gắn vô lại là được. Ok ha. Rồi tiếp đây mình sẽ cắm sạc vô thử luôn cái đường sạc nha các bạn, cái socket sạc coi nó ổn hay không ha. Nè nó báo nè các bạn, đây nó báo đang sạc pin ha. Nào, như vậy là cái socket dưới á các bạn, socket chân sạc này là mình cắm ok nha các bạn. Các bạn test là màn hình cảm ứng nè, camera nè, camera ok luôn nha. Nói chung các bạn test lại hết chức năng. Như vậy là xong nha các bạn, báo đang sạc. Rồi là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn sửa pin phòng pin phù trong cái máy Sony M5. Đây là cái những cái máy mà dòng smartphone nó dùng cái cell pin lithium polymer nha các bạn. Thì nói chung các bạn áp dụng cho toàn bộ các dòng smartphone hiện nay luôn, ngay cả cái tai nghe Bluetooth nè, hoặc là cái máy tính bảng iPad, hoặc là cái đồng hồ smartwatch đó các bạn, cái đồng hồ thông minh đó, nó dùng rất nhiều, hoặc Flycam, các bạn có thể áp dụng tất cả luôn nha. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.